Đây là những hình ảnh bên mình đang vệ sinh nệm cao su tại nhà cho khách hàng luôn. Hiện nay thì có rất là nhiều bạn đang hiểu sai về cái cách làm sạch nệm cao su. Mình xin nhắc lại là đối với nệm cao su và đặc biệt là cao su thiên nhiên á, thì không được sử dụng chất tẩy gốc Javen nè, không được sử dụng nước nóng nè, không sử dụng một cái máy tác động mài làm hư kết cấu của nệm nè, và tuyệt đối không được phơi nắng nệm. Để làm sạch nệm cao su á, thì mình sử dụng cái dung dịch gốc hữu cơ thân thiện phun lên bề mặt nệm và hút vết bẩn ra như vậy. Máy tự phun hút ngược trở lại luôn. Sau khi phun hút như vậy rồi thì mình sử dụng thêm một lớp nước nữa, mình phun và hút tương tự như vậy để loại bỏ vết bẩn tốt hơn, cũng như là loại bỏ cái dung dịch mình phun ban đầu ra. Việc vệ sinh nệm thường xuyên là rất cần thiết, nhưng mà phải đúng cách nha mọi người. Để có thêm thông tin thì mình nên tham khảo thêm ý kiến nhà sản xuất trước khi mình quyết định là mình chọn lựa dịch vụ vệ sinh nệm nào nó tốt nhất cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip nha.